Hôm nay sẽ giao cho em nhiệm vụ đó là phục vụ quán cà phê này. Nhớ, khách yêu cầu cái gì á thì em phải nghe lời luôn nghe chưa? Ok, anh em hiểu rồi. Hello anh, anh uống gì vậy? Lấy cho anh một ly đen đá không đường, bỏ nhiều sữa và thêm một chút đường. Dạ, ok anh, đợi em xíu. Đợi anh, em gửi anh đây nè. Ồ, cà phê. Thì em nói là đen đá không đường, không đường, không đá, không cà phê. Vậy cỏ đi không còn gì nữa, rồi anh uống đi nha, mặn quá à. Anh ơi, đến đây em ơi. Nãy anh đi, anh mua mang tiền rồi, để mang cái gì anh qua, anh mang nha. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Em phải chịu cậu khách. Sao em, nay thu nhập ổn không, khách đông không? Đông lắm anh, mà không có tiền. Thì khách đông không có tiền. Khách cứ kêu là không mang tiền, không sao trả. Nên em đủ khách giả hết trơn rồi, chịu cậu khách á. Trời, cái thằng điên này, lần sau á, nhớ moi tiền khách luôn nghe chưa? Dạ, em hiểu rồi, anh ơi đến đây anh ơi. Anh đây, anh lại quên mang tiền rồi. Ok, không sao đâu anh, chủ dặn em phải moi tiền khách, anh đưa tiền ngay. Ây à, ây à, ây à, ây à, ây à. Tiền đâu, tiền đâu, tiền đâu.